rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game mà các bạn yêu cầu hôm nay, đó là Bawi. Để mình tạo mấy nhân vật rồi, mình thử rồi, bây giờ mình tạo con nhân vật mới. Các bạn nhớ cái này ha, để các bạn có khi mà đăng nhập vào cái máy khác thì các bạn cũng có thể xài được ha. Ở đây thì nó ra mới một server nè. Này thì bỏ qua nó đi, nó xí xô xí xào gì kệ nó. Nhiều bạn thì kêu mình thì livestream hướng dẫn cho nó kỹ càng, hay là tối livestream cho các bạn chơi chung cho vui. Nhưng mà tính ra thì người ta livestream thì người ta cũng phải cần có một cái con webcam cho nó ok. Tháng này mình tính là làm xong rồi đi làm kiếm tiền mua con webcam, mà bây giờ bị tai nạn nên nằm ở nhà luôn rồi. Nên mà chắc mà chờ mình tối livestream thì chắc cũng hơi bị lâu rồi. Bản này thì nó cũng hơi bị cũ rồi ha, nhưng mà nó được là thâu hết luôn. À, các bạn nào mà muốn thâu mình thâu thì để lại cái tên nhân vật nha. Nè đây nè, cái tên nhân vật là ở đây nè. Mấy cô mấy chú mấy bác làm ơn nhớ giùm em cái này. Đặt 1 cho tới 6 sẽ chữ thôi ha, không có được hoặc hơn 6 nha. Bây giờ thì vào, lúc vào này nó hơi lâu nha, nhưng các bạn nhớ cái tên nhân vật nha. Mình thâu bằng cái tên nhân vật nha. Cái này là free nha các bạn. Bạn nào muốn mình mở thâu thì mình sẽ thâu cho các bạn nha. Nhưng các bạn để lại cái tên nhân vật kèm theo cái tên game cho mình nha. Không thì các bạn cứ để là bài này là bài bao nhiêu đó, thì mình sẽ hướng dẫn chỉ các bạn ha. Nhiều khi có nhiều con game cùng tên nó bị lộn. Bây giờ mình chạy nhiệm vụ ha. Chạy nhiệm vụ lướt khúc đầu này đi. Nhiều khi ta nói khổ lắm. Game thì game free đó. Các bạn không có cần mà phải đóng một bất kỳ một cái chi phí nào hết á. Nhưng mà đa số toàn là chữ bới mình không à. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Chơi là chơi game free. Mình là có để cái link là ủng hộ, link donate ở dưới rồi đó. Để cho các bạn nào mà muốn mà ủng hộ mình á, ủng hộ kênh phát triển để mà mua thâu này nọ thì cũng có ở dưới rồi, mình có để ở dưới rồi. Không thì các bạn muốn mà thấy tài khoản số Momo của mình á thì cứ thể inbox vào cái fanpage đó, để ủng hộ mình cũng như là ủng hộ kênh tìm những game mà mới thâu đó. Là kinh phí điện nước gì cho mình vậy á, mà không có ai làm hết. Chỉ có một số bạn hôm bữa mua con phi tiên á thì có ủng hộ mình, nhưng mà 10 người vô mua á thì mình chỉ lấy tiền có 2-3 người à đó. Còn nhiều là học sinh nên mình không có lấy tiền, chứ mình có lấy tiền hết đâu. Vậy mà nhiều người vô chơi phi đó. Thôi trời ơi, sao mà get link nhiều vậy, get link gì tùm lum vậy, sao mà chơi được. Nó cho thì cho luôn đi, còn ghét này nọ. Bà mẹ nó không ghét lấy cặp gì ăn. Trời trời. Má mà ghét vậy được tháng được nhiêu đâu, hay gán tháng không được 500 ngàn nữa. Các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, ba mẹ nuôi thì tháng 500 ngàn còn được này kia nọ, nhiều khi còn không đủ xăng nữa. Trong khi cái này là người ta ra ta ngoài ta ở rồi. Ta ra ngoài ta làm rồi, đó.
Trời ơi, Kathleen không được một góc nữa, làm này chủ yếu là cho vui, cho có tiền trả tiền nét mỗi tháng thôi chứ. Chơi đã phi rồi, vô không nhìn trước ngó sau, chửi bới sùm, sao mà ghét tùm lum. Các bạn có bỏ 5.000, 10.000 gì ra chưa? Bào còn chưa like cho mình được một cái nữa. Nói chi đến chuyện mà bấm đăng ký ủng hộ. Còn các bạn thôi ở làm kênh YouTube này kiếm tiền, các bạn nhìn lại đi. Đó. Của mình được bao nhiêu lượt sub? Sub bọng rồi có được bao nhiêu đâu. Mà làm như là ta nói chưa có được mở kiếm tiền nữa mà nhiều bạn không, trời ơi làm này nhiều tiền. Nhiều thì các bạn cứ việc ra mà làm. Làm thử đi coi sống được bao lâu. Lâu lâu mình tâm sự vui vậy thôi chứ cũng không có ý gì ha các bạn. Các bạn cứ chơi game vui vẻ ha. Chắc nhiều ông cũng chửi bới mình dữ lắm. Thôi kệ, ta chửi thì mình vui. Nó nhiều khi đang làm luôn á mà các bạn nhắn tin tới mình cũng phải trả lời, hay là nhiều khi mà thâu giùm các bạn đi nè đó, các bạn nhắn tin tới mình cũng rip tin nhắn, mình cũng trả lời tin nhắn, mình cũng bỏ thời gian ra đang làm mình cũng ngồi mình thâu cho các bạn vậy á, mà có ai nhớ tới không? Nói vậy chắc cũng có nhiều bạn thôi, trời ơi, có game không mà tìm mà cũng khó khăn này nọ nữa, không thì mình qua bên kênh khác mình ta chơi, mình tìm mình chơi đó các bạn cứ việc. Cái thằng Epic Game gì đó cũng có mấy game nó xây tua qua xây tua lại đó, mới hôm qua hôm kia gì thấy con đông tà tây độc đó, hôm bữa mình cũng mới làm nè. Mình làm cũng nó làm chắc cũng 3 4 lần nữa, làm đi làm lại làm đi làm lại cũng con đó đó. À mai chiều mình có làm một con đông tà tây độc luôn đó. Cũng thâu rồi mời anh em nào muốn thì vào chơi ủng hộ mình ha. Nói trước là không phải server mình mở nha. Chỉ là mình đi tìm thâu mua thâu cho các bạn chơi thôi. Nhiều bạn nói hở thâu dễ kiếm, dễ kiếm thì các bạn cứ làm và kiếm chỗ nào đó dễ kiếm thì cứ chơi. Nhiều con có trước mặt đó nhưng mà mai chiều nạp không được thì mình cũng phải bỏ tiền ra mình mua à. Mình toàn đắp tiền túi không á chứ. Vậy mà các bạn có ai chỉ có một số thành viên bên group fanpage này nọ còn nói tiếng cảm ơn này nọ, chứ nhiều bạn qua đường chửi bới sùm mà có cảm ơn được tiếng nào không? Rồi xong ha, chạy hết ha. Rồi cái link mà thâu mình sẽ để ở dưới, nhưng cái link đó các bạn cũng chưa có thâu được đâu ha, các bạn còn phải chờ mình mở thâu nữa. Chứ cũng chưa có hầu được đâu.
Làm game này các bạn tưởng sướng ít lắm hả? Tiền thì không thấy, chửi bới thì mọi người nhắn tin thì hết một hai người chửi. Rồi bây giờ mình ra mình thâu ha. Rồi hồi nãy các bạn cũng thấy đó là cái mình đang là VIP không và Kim Nguyên Bảo chưa được bao nhiêu ha. Bây giờ mình mới đăng nhập vào cái thâu nè, đó. Ở trên này á để mình dịch ra cho các bạn ha. Đây ở đây là chọn mục nè ha. Ở đây là chọn mảnh nè, này kia kia nọ ha, gửi vào hư. Còn đây là chỗ nạp tiền. Đó, nhưng mà các bạn đừng có dịch ha, bạn dịch cho hiểu thôi. Và cái lúc mà các bạn nạp là các bạn đừng có dịch nha. Vì các bạn dịch là nó sẽ không có hiểu các bạn đang nạp cái gì. Đây, đây là số tiền ha. Bạn bỏ vào cái mục tìm kiếm. Đó, quá trời nè. Chúng ta kéo xuống cuối chỗ mà cuối cùng luôn á. Đó, xong các bạn bỏ lại cái phần này là nó sẽ hiểu. Chúng ta chọn hai ha. Rồi chúng ta nạp. Đó, nó để như vậy là ok nè ha. Rồi nè, đó, chúng ta quay vào game chúng ta sẽ thấy nè, nó được nè ha. Bấm vào. Đó. Nạp nè, đó, nạp là được vậy nè ha. Rồi dăng ra. Rồi bây giờ chúng ta vào game lại ha. Đó, VIP 18 ha. Tiền nè ha. Cứ như vậy mà các bạn nạp lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn làm con Triệu Vân ha. Rồi ở đây nè, chúng ta chọn nè. Này nó không tìm thấy nè ha. Bỏ nó đi. Bỏ nó luôn đó. Thấy thần Triệu Vân không? Rồi chọn vô. Số lượng ha, để 5.000 mảnh đi. Rồi tắt cái phần dịch ha. Nạp. Đó, vậy là ok ha. Đó, bây giờ mình quay lại ha. Đến đâu rồi? Chỗ hư đây, hư đây. Nó chưa hiện vô nữa. Đó. Vô rồi nè ha. 5.000 mảnh. Rồi, kết thúc video tại đây ha. Nhớ nhấn like, share và ủng hộ kênh cho mình ha. Bạn nào có ý muốn mà muốn giúp đỡ kênh phát triển mua thâu thêm hay là giúp đỡ cho mình á thì bấm ủng hộ donate gì dưới ha, 10.000 20 gì cũng được ha. Không thì muốn ủng hộ riêng bằng Momo hay tài khoản thì cứ inbox cho fanpage ha. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần mà tích quảng cáo bên này. Đó là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.